Và xin kính chào quý vị nhà đầu tư, các anh chị em nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì do gần đây AZFIN có đưa ra một cái khóa học, một cái chương trình online đó là đứng trên vai người khổng lồ, và vừa mới đưa ra thôi. Tuy nhiên là cũng nhận được rất nhiều các cái chia sẻ tán dương của các anh chị nhà đầu tư, thấy rằng cái này, phương pháp này nó vừa đơn giản nhưng nó lại rất hiệu quả. Và đặc biệt có thể áp dụng rất tốt đối với mọi nhà đầu tư, từ những nhà đầu tư lâu năm đến những nhà đầu tư mới. Và các anh chị cũng đề nghị Phục là cần phải truyền tải cái này mạnh hơn nữa đến với mọi nhà đầu tư, để cho các nhà đầu tư có thể tận hưởng được cái thành quả tốt từ một cái phương pháp đầu tư rất hiệu quả này. Thì chính vì thế cho nên là hôm nay Phục sẽ cùng với các anh chị tìm hiểu và ứng dụng cái phương pháp đứng trên vai người khổng lồ, chiến lược của những nhà đầu tư xuất chúng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái câu chuyện của ông Carlos Slim, người giàu nhất Mexico, giàu nhất Nam Mỹ. Thì ông này cùng với Warren Buffett và Bill Gates thì nhiều năm liền đứng trong top 3 người giàu nhất thế giới, trước khi mà những cái tỷ phú mới công nghệ nổi lên. Còn thực ra là ông này cũng đã từng có lần trở thành người giàu nhất thế giới rồi. Và phần thứ hai đó là đứng trên vai người khổng lồ trong đầu tư chứng khoán như thế nào. Và phần cuối cùng đó là làm thế nào để sở hữu được cái chiến lược này hiệu quả nhất, bài bản nhất và tốt nhất. Thì đầu tiên đó là chúng ta cùng tìm hiểu về cái tỷ phú giàu hàng đầu thế giới này. Thì ông Carlos Slim này rất nổi tiếng trong những năm trước này. Trước đây là tỷ phú giàu nhất Nam Mỹ với cái tài sản hiện nay ước tính khoảng 68.4 tỷ. 10 năm trước đây thì ông ấy cũng tầm tài sản như này đấy ạ. Thì ông ấy chi phối toàn bộ cái hệ thống viễn thông của đất nước Mexico. Về cơ bản người ta nói rằng người dân Mexico hàng ngày mà không làm giàu cho tỷ phú này là rất là hiếm. Bởi vì ông ấy là ông trùm của rất nhiều các cái mảng, các cái lĩnh vực ở đất nước này. Tiếp theo, ông là người rất nhạy cảm với các con số và là người biết sử dụng trí tuệ của người khác để kiếm ra tiền. Đó, ông ấy biết tận dụng những người giỏi. Hay nói khác là ông biết đứng trên vai những người khổng lồ để có thể tận dụng. Ví dụ rất đơn giản như này, ở trong các cái hội nghị, trong các cái hội thảo, thì ông này là một người thường rất ít nói và rất ít chia sẻ. Nhưng đặc biệt ông có một điều rất là hay, đó là ông thường đặt ra những cái câu hỏi mang tính chiến lược và hóc búa dành cho những cái thành viên, dành cho những người tham gia các cái hội thảo này, các cái hội nghị này. Và ông ấy lắng nghe rất tập trung những cái này. Từ đó ông ta tận dụng những cái chia sẻ của các chuyên gia, tận dụng những cái thú vị của các chuyên gia, những cái chiến lược, những cái tầm nhìn của các chuyên gia, và biến nó thành cái ý tưởng kinh doanh của mình. Từ đó trở nên rất giàu có và chi phối toàn bộ cái nền kinh tế ở Nam Mỹ này. Thì Carlos Slim thì nhiều năm liền thì cùng với Bill Gates và Warren Buffett là ba người giàu nhất thế giới, trước khi có những cái tên tuổi mới trong làng công nghệ hiện nay. Thì ở Mexico ông còn là một người rất được trân trọng bởi với phong cách sống và rất nhiều các cái thứ khác. Ông ấy là một người giàu lên rất là chính đáng từ những cái việc tận dụng cái sức lực của những người khác. Thế thành ra là ở Mexico ấy, thì cách đây mười mấy năm, 20 năm thì ông đã giàu gấp cả chục lần, mấy chục lần những người đứng thứ hai. Đó là thể hiện được cái tố chất khai thác những người giỏi phục vụ cho chính mình trong công việc. Vậy thì ở trong đầu tư chứng khoán đứng trên vai người khổng lồ như thế nào? Thì Soros là một nhà đầu tư huyền thoại rồi. Thì ông cũng là một trong những người giàu nhất thế giới. Thì ông ấy tận dụng trí tuệ của các chuyên gia phân tích hàng đầu. Ví dụ như ngày xưa ông có một cái chiến tướng là Drucker Miller, là một người rất giỏi, đúng không ạ? Một người vô cùng giỏi. Thì ông ấy tận dụng được cái ông này trong các cái thương vụ đầu tư rất lớn. Và thậm chí kiếm được cả tỷ đô, tỷ bảng trong cái vụ gọi là đánh sập ngân hàng Trung ương Anh đấy. Thì ông Soros này, tất nhiên ông rất giỏi rồi, nhưng mà ông lại còn tận dụng được những cái đầu giỏi và trở lên rất thành công. Hay là có cái ông Son, tỷ phú Son của SoftBank, đúng không? Rất nổi tiếng. Ông ấy là một người tận dụng được những cái nguồn vốn lớn từ các cái tỷ phú lắm tiền. Thì ông huy động rất nhiều vốn từ các cái tỷ phú này. Thì ví dụ như các cái tỷ phú ở Trung Đông chẳng hạn, bán dầu rất nhiều tiền, thì ông ấy đến gặp họ và ông huy động vốn từ họ. Từ đó ông ấy vác tiền đó đi
để đầu tư vào các startup triển vọng và đẻ ra tiền cho mình và cổ đông rất nhiều, rất nhiều. Và năm 2020 vừa rồi, lợi nhuận của tập đoàn của ông này đâu đó nằm top 5 công ty có lợi nhuận cao hàng đầu thế giới. À, đâu đó công ty này lợi nhuận chỉ kém Aramco của Ả Rập Xê Út là chuyên về dầu mỏ và Apple thôi. Lợi nhuận rất khủng khiếp. Tuy cũng có những cái đầu tư vào đó thua lỗ, nhưng mà trong cái cuộc chơi đầu tư và startup này thì ông Đà đã tận dụng những cái đầu có sỏi của những cái nhà startup triển vọng. Đúng không? Và 10 cây ông chỉ gần thắng 2-3 cây thôi là ông đã thành công rồi. Đã thành công rất lớn rồi. Thì những cái điển hình có thể kể đến làm ông thành công rất lớn, ví dụ như là Alibaba chẳng hạn. Số tiền đầu tư vào Alibaba đã nhân hàng ngàn lần. Hàng ngàn lần. Đúng không ạ? Nổi tiếng với tỷ phú Jack Ma. Đó, thì trong đầu tư chứng khoán, trong đầu tư cổ phiếu thì cũng có những cái gương mặt rất xuất sắc nhờ vào việc tận dụng sức lực của người khác, tiền của người khác. Tiếp theo, AZFIN tương tự cũng vậy. Trong cái thời gian mới phát triển của chúng tôi thì AZFIN cũng tận dụng rất nhiều các cái kiến thức từ những người đi trước, từ những bậc tiền bối, từ những người giỏi nhất thị trường chứng khoán. Đặc biệt chúng tôi tận dụng được rất nhiều các cái trí tuệ và kiến thức của ngài Warren Buffett đã chia sẻ thông qua các cái báo cáo thường niên, rồi thông qua các cái lá thư gửi cho cổ đông của ông ấy, và chúng tôi chất lọc ra được những cái tinh túy đó để áp dụng vào đầu tư và rút ngắn được rất nhiều thời gian, từ đó phát triển rất mạnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng học hỏi từ những cái chuyên gia đầu tư gọi là số 1, số 2 ở Việt Nam, từ đó rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức. Thậm chí là ngày đầu chúng tôi cũng có thể tận dụng được một số cổ phiếu mà họ đưa ra làm cổ phiếu để mình đầu tư và rất thành công. Tương tự như thế, sau này AZFIN đâu đó cũng được gọi là một người hơi to một tí. Đúng không? Thì chúng tôi cũng được các nhà đầu tư là các học viên của AZFIN lên đến cả chục ngàn người. Họ tận dụng kênh YouTube của Chứng khoán TV của AZFIN Việt Nam. Họ tận dụng các cái bài viết trên web của chúng tôi. Họ tận dụng các cái chương trình ở academy.azfin.vn. Họ tận dụng các cái post ở trên Facebook fanpage của chúng tôi, hay là Facebook cá nhân của tôi cũng thế, để có thể đầu tư vào những cái cổ phiếu triển vọng và tiềm năng nhất. Bởi vì những cái gì AZFIN đưa ra nó là đáng tin cậy, nó là chuẩn chỉ. Thế thành ra nhà đầu tư cũng mà có được cái lợi suất lên đến cả 100% trong vòng có vài tháng qua. Đó là cái việc là mọi người đã hình thành trong đầu của mình được một cái gì đó là đứng trên vài người khổng lồ rồi đấy. Tuy nhiên, để cái chiến lược này nó thực sự hiệu quả hơn thì chúng ta cần thiết phải bài bản hơn nữa và khai thác sâu sắc hơn nữa, thì khi đó chúng ta sẽ chắc chắn hơn nữa trong cái việc này. Và để làm được cái câu chuyện gọi là đứng trên vai người khổng lồ ấy, thì trước tiên chúng ta cần phải nhận diện mình, nhà đầu tư cá nhân mình là như thế nào. Là chúng ta có rất nhiều các cái điểm yếu, đúng không ạ? Rất nhiều các điểm yếu. Ví dụ như kiến thức về đầu tư của nhà đầu tư cá nhân tất nhiên là hạn chế hơn so với những người khổng lồ. Ví dụ đa phần nhà đầu tư cá nhân, tôi cũng chia sẻ luôn, kiến thức quý vị có thể có rất sâu, nhưng đa phần quý vị không thể bằng các cái tổ chức lớn như Dragon Capital hoặc ngay cả AZFIN thế thôi. AZFIN chúng tôi là một tập thể gồm những chuyên gia hàng đầu. Thành ra chúng tôi cũng có lợi thế hơn rất nhiều trong việc phân tích, đánh giá doanh nghiệp rồi tiếp cận doanh nghiệp chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì cái kiến thức chúng tôi cũng được rất là bài bản. Thì đó là đầu tiên là nhà đầu tư cá nhân thường kiến thức tương đối hạn chế. Thứ hai, nhà đầu tư cá nhân thường là người sau cùng tiếp cận được các cái thông tin của doanh nghiệp, các cái thông tin của ngành kinh doanh, vân vân. Đúng không ạ? Ví dụ Hòa Phát, tình hình kết quả kinh doanh mọi thứ chẳng hạn, thì chúng tôi là những người đã được dự báo trước đó rất là nhiều với kết quả rất tích cực. Nhưng mà nhà đầu tư cá nhân bây giờ về cơ bản khi cổ phiếu tăng nhiều lần, đúng không ạ? Giá thép tăng rất mạnh, lợi thế nhất nhiều, thì bây giờ quý vị với đa phần mới biết đến. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo, nhà đầu tư cá nhân trong tay thì không có nhiều các cái công cụ hỗ trợ. Tôi lấy ví dụ ở một cái máy terminal của Bloomberg để có thể là lấy dữ liệu, lấy thông tin PE lịch sử, PB lịch sử, rồi là so sánh các cổ phiếu với nhau, các thị trường với nhau, lấy rất nhiều các cái thông tin lợi nhuận này kia vân vân. Ở trên đó thì nhà đầu tư cá nhân là không thể có được.
Bởi vì sao? Để mua một cái máy Pearl Terminal ấy, thì một năm đâu đó phải trả xấp xỉ gần 400 triệu. 400 triệu. Ở Việt Nam nếu mà mua của Fin Group thì nó rẻ hơn, cũng không hơn 100 triệu một năm để có được những cái thông tin. Mọi thứ như thế. Thế thành ra nhà đầu tư cá nhân trước tiên là họ mà bỏ ra vài trăm triệu một năm thì thực sự là rất là tốn kém. Đúng không? Rất là tốn kém. Hoặc là ngay cả việc khai thác những cái công cụ đó thì nhà đầu tư cá nhân cũng làm sao có thể khai thác được nhiều công cụ như thế. Đúng không? Nó rất là phức tạp chứ không hề đơn giản. Tiếp theo, nhà đầu tư cá nhân có nhiều điểm yếu như vậy. Vậy thì muốn chiến thắng thì phải làm sao? Đúng không? Theo một thống kê của chúng tôi là 95% nhà đầu tư lỗ. Ngay cả từ cái đầu năm 2021 đến bây giờ, sau hơn 4 tháng, thị trường uptrend. Đúng không ạ? Thị trường tăng khoảng hơn 10%. Nhưng mà tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân thua lỗ, hôm rồi chúng tôi có thống kê ở một công ty chứng khoán top 3 là nó cũng lên đến khoảng 63% nhà đầu tư thua lỗ cơ. Chứ không phải là ai cũng lãi đâu quý vị ạ. Đấy là trong thị trường lên. Đúng không ạ? Vậy nhà đầu tư muốn chiến thắng thì phải làm sao? Đó là một câu hỏi mà luôn thường trực trong đầu tư. Luôn thường trực trong đầu của các nhà đầu tư. Đúng không ạ? Thì để chiến thắng thì trong tương lai cần phải học hỏi và nâng cao kiến thức đầu tư về chứng khoán một cách bài bản, chuyên sâu. Thì quý vị nào nhanh lắm thì mất tối thiểu 1-3 năm. Như Phục thì Phục mất 8 năm cơ, không phải 1-3 năm đâu. Nhưng quý vị bây giờ được tiếp cận với những cái nguồn học, những cái nơi gọi là chuyên nghiệp thì quý vị có thể chỉ mất 1-3 năm thôi. Thứ hai là nắm vững và hiểu rõ được thông tin về doanh nghiệp một cách kịp thời thì cần phải thời gian tạo dựng các mối quan hệ. Chia sẻ với quý vị thì Phục cũng có quan hệ với khoảng độ 15 trong số 30 doanh nghiệp ở VN30. Thế thành ra những cái thông tin, tất nhiên Phục không khai thác thông tin nội gián, nhưng mà những thông tin kể ở công khai cũng thế, thì Phục cũng là những người có thể nắm trước các quý vị rất nhiều. Đúng không ạ? Và cái thời gian tạo dựng quan hệ của Phục đối với những cái anh chị, những cái doanh nghiệp ấy nó mất rất nhiều thời gian rồi, chứ không phải là chỉ ngày 1, ngày 2 đâu. Đúng không ạ? Tiếp theo, cần phải xây dựng một cái chiến lược đầu tư hiệu quả. Thì như vậy là cần phải trải nghiệm từ 3 đến 10 năm thì quý vị mới đưa ra được những cái công thức chiến thắng, công thức thành công. Đấy là đối với những cái quý vị rất là cần mẫn và đi đúng hướng. Còn nếu quý vị nào đi lệch hướng thì kể cả 20 năm thì nó vẫn vậy thôi. Chẳng qua là cũng giống như người ta nói là chẳng qua đấy là đứa trẻ lớn tuổi chứ nó không phải là người lớn nữa rồi. Đúng không ạ? Đó. Vậy chúng ta có thể đi tắt không? Đây là một câu hỏi luôn đau đáu trong đầu nhà đầu tư. Thực sự tôi gặp rất nhiều nhà đầu tư rồi. Bởi vì họ không thể đợi được vài năm. Họ mất kiên nhẫn. Chính vì thế cho nên AZFIN cũng rất đau đầu trong cái câu chuyện này. Làm sao để có thể rút ngắn được cái thời gian hơn cho nhà đầu tư. Đầu tư thành công và hiệu quả. Chính vì thế cho nên chúng tôi đưa ra rằng nếu muốn đi tắt được ấy thì cần phải khéo léo sử dụng sức lực của những người giỏi trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán này để phục vụ cho công việc đầu tư của bản thân quý vị. Tức là chúng ta phải sử dụng người giỏi, chúng ta phải tận dụng khai thác được người giỏi, biến những cái kiến thức, những cái người giỏi làm được, họ có mấy chục năm kinh nghiệm, thành những cái của mình. Thì khi đó quý vị sẽ đi nhanh được hơn và hiệu quả cao hơn rất nhiều. Hiệu quả cao hơn rất nhiều. Đó chính là cái chiến lược mà tôi đề ra ở đây, AZFIN đã dày không nghiên cứu đề ra ở đây, đó là đứng trên vai người khổng lồ. Đó là một cái chiến lược giúp quý vị đi tắt, rút ngắn được mà hiệu quả lại có thể rất cao, thậm chí cao hơn cả các cái quỹ thắng lợi hàng đầu ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái này đã được kiểm chứng rất nhiều. Đúng không ạ? Và chúng tôi có cho rằng cái đứng trên vai người khổng lồ này chính là chiến lược mà các nhà đầu tư cá nhân xuất chúng nhất. Nếu ai tận dụng được thì họ là những nhà đầu tư cá nhân xuất chúng nhất. Xuất chúng nhất. Thành công nhất. Đó. Vậy thì trước tiên để mà tận dụng được sức lực của người khổng lồ, đứng trên vai họ, thậm chí là một số chị em thích thì ngồi trên đầu họ đi, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nhận diện được cái điểm yếu, điểm mạnh của cái người khổng lồ này để chúng ta tránh điểm yếu và tận dụng cái điểm mạnh của họ. Thì chúng ta hãy tập trung vào điểm mạnh người khổng lồ để khai thác nào. Để khai thác nào. Thì đầu tiên điểm mạnh của họ là gì? Những nhà đầu tư tổ chức lớn, quỹ đầu tư và các nhà cá nhân tinh anh nhất thì có điểm mạnh gì? Một là tiềm lực tài chính của họ rất mạnh. Họ có thể tham gia đấu giá các lô lớn. Họ có quyền đàm phán trực tiếp với chủ doanh nghiệp. Đúng không ạ? Đến gặp chủ doanh nghiệp.
Quý vị là nhà đầu tư cá nhân nhỏ làm sao đến gặp được, đúng không ạ? Rồi họ có thể đầu tư rất nhiều tiền vào con người. Ví dụ AZFIN ngân sách của chúng tôi đầu tư vào con người, có thể mỗi tháng chúng tôi bỏ ra cả hàng một vài trăm triệu chúng tôi đầu tư là bình thường. Rồi là hệ thống, rồi là áp dụng công nghệ vào hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Rồi phục vụ cho mọi thứ cho đầu tư rất tốt. Rồi thứ hai là cái trình độ chuyên môn của người khổng lồ là rất cao. Rất cao, họ là người chuyên nghiệp, họ là người bài bản và họ là người thành công trên thị trường chứng khoán. Trình độ họ rất cao và có thể đánh hơi được những cái cơ hội hấp dẫn trước người khác. Xin thưa với quý vị, AZFIN là nơi đầu tiên đánh hơi được cái cơ hội FPT chứ không phải một số nơi nêu ra. Từ 2018 khi thị trường chứng khoán sập rất mạnh thì chúng tôi đã đưa cổ phiếu này vào một cái danh mục gọi là chiến lược. Và kết quả chỉ trong vòng chưa đến 3 năm cổ phiếu này tăng gần 3 lần. Gần 3 lần. Rất tốt. Đó là chúng tôi nhìn thấy sự thay đổi của nó. Chúng tôi đánh hơi đấy. Sự hấp dẫn của nó trong tương lai. Nhìn thấy sự bùng nổ trong tương lai. Đúng không? Hay là cổ phiếu Techcombank MB chẳng hạn. MB vào hồi từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2020 chúng tôi còn mua được giá hơn 13 cơ. Chia cổ phiếu xong giá vốn bây giờ chỉ có 10.5, 10.6. Như vậy riêng MB những cái lô đầu chúng tôi mua đã gấp 3 lần chỉ trong vòng 1 năm 1 tháng. Quý vị lưu ý như vậy. Hay là cổ phiếu Techcombank thì chúng tôi bắt đầu mua từ giá 17 cơ. Và mua mạnh nhất ở vùng giá 21 rất lớn. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020. Đúng ạ. Chỉ trong vòng có mấy tháng, chưa đến 1 năm, 8 đến 10 tháng mà Techcombank cũng mang lại lợi nhuận lên đến gần 200%. Rất khủng khiếp, gần gấp 3 lần. Hay là những cái cơ hội khác cũng rất rõ ràng như Hòa Phát chẳng hạn. Hòa Phát thì chúng tôi vào không nhiều, nhưng mà lợi suất Hòa Phát lại cao nhất, lên đến hơn 300%. Rất là khủng khiếp. Đó, đấy là cái trình độ chuyên môn cao, có thể đánh hơi được các cái cơ hội, hấp dẫn trước người khác. Trước người khác. Hay là chúng tôi sắp tới thì cũng có một số những cái siêu phẩm. Nó cũ nhưng lại mới. Mới bởi vì sao? Nó đã lột xác, nó đã thay đổi mình. Còn nó cũ là bởi vì sao? Quý vị nghe thấy đầy đấy. Đó. Đó là những cái lợi thế đó. Rồi thứ ba, đó là chúng tôi cũng nhanh nhạy về thông tin nhờ vào việc tạo dựng quan hệ với lãnh đạo doanh nghiệp và các nước. Đó. Ở đây không nói đến các cái thông tin về insight, về nội gián, mà ở đây nói đến các cái công ty mà thông tin mà họ có thể chia sẻ thì chúng tôi cũng trao đổi với họ và chúng tôi cũng có thể biết trước được những cái thông tin đó. Bởi vì về cơ bản họ chỉ phải công bố một số lượng thông tin rất hạn chế đối với chúng ta thôi, chứ họ không phải công bố toàn bộ. Đúng không ạ? Thì chúng tôi làm được điều đó. Rồi các nhà đầu tư lớn như các quỹ đầu tư họ lại còn làm được điều đó mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Ví dụ như Dragon Capital, họ làm cổ đông lớn cả hàng chục, cả mấy chục những cái doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thông tin của họ luôn là những thông tin mới nhất. Và đặc biệt họ là người có chuyên môn, thành ra họ đánh giá những cái thông tin thì rất tốt. Đúng không ạ? Nói tóm lại, người khổng lồ là người có tiềm lực tài chính mạnh, có trình độ chuyên môn cao, nhanh nhạy về thông tin. Chính vì thế cho nên chúng ta hãy khai thác những cái điểm này từ họ. Điểm này từ đó. Đúng không ạ? Thì để khai thác được thì trước tiên chúng ta phải hiểu. Vậy thì những người khổng lồ là ai thì chúng ta mới hướng được tới họ và chúng ta khai thác chứ. Thì đó là một là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ hai đó là các công ty chứng khoán lớn, uy tín và có hiệu quả cao. Thứ ba là các khối đầu tư của các công ty bảo hiểm, các công ty tài chính, những cái công định chế tài chính hàng đầu, đầu tư rất hiệu quả. Thứ tư là các ngân hàng thương mại cổ phần. Thứ năm là các nhà đầu tư cá nhân tinh anh ở trên cái thị trường chứng khoán này. Đó là những người khổng lồ. Và chúng ta phải bám lấy họ, mà chúng ta phải đứng trên vai họ chứ không phải bám chân đâu. Bám bằng cách đứng trên vai, đứng trên đầu họ cơ. Phải làm được điều đó cơ. Chứ theo dấu người khổng lồ nào ú ớ là chúng ta bị úp vào đầu này. Chúng ta phải đứng được trên vai họ, thậm chí ngồi trên đầu họ được. Thì khi đó cái hiệu quả đầu tư chúng ta mới cao. Đúng không ạ? Đó. Và cái chiến lược này được tóm tắt như sau. Đó là hãy phát huy tối đa cái điểm mạnh của nhà đầu tư cá nhân chúng ta. Ví dụ như chúng ta rất là linh hoạt và nhanh nhẹn. Các quỹ đầu tư lớn họ không thể muốn bán là bán cổ phiếu đâu, nhưng chúng ta có thể thoát trước họ. Đúng không? Rồi các quỹ đầu tư lớn họ mua cả vài chục triệu, họ mua cả trăm triệu thì họ rất khó mua, chúng ta mua nhỏ hơn, chúng ta có thể mua được giá hấp dẫn hơn. Đó là điểm mạnh của chúng ta, thì chúng ta phải phát huy cái đó. Đúng không? Còn chúng ta phải khắc phục điểm yếu, đó là điểm yếu tiền. Chúng ta không quá lớn thì chúng ta sẽ có khách. Đúng không? Điểm yếu kiến thức chúng ta không quá sâu, chúng ta cũng có cách. Điểm yếu về tin tức chúng ta không nhanh nhạy, chúng ta cũng có cách.
Đấy thì phải tận dụng được những cái như thế. Thì khi đó quý vị mới là những người chiến thắng nhất ở trên cái thị trường này. Đó. Thì vậy thì chiến lược thì chúng tôi tóm tắt lại là ba cái vấn đề như sau. Đầu tư, đầu tiên là hãy trọng tâm vào những cái cổ phiếu blue chip hàng đầu Việt Nam, những doanh nghiệp hàng đầu đi. Hàng đầu. Tức là về cơ bản những doanh nghiệp đó làm ăn sẽ rất hiệu quả, mạnh mẽ. Họ kinh doanh hộ mình là an tâm hơn rồi. Thông tin minh bạch, mọi thứ tuyệt vời rồi. Thứ hai là chúng ta phải biết khai thác báo cáo phân tích của các tổ chức uy tín để tìm ra những cổ phiếu hàng đầu tốt nhất, định giá rẻ nhất, triển vọng tăng mạnh nhất. Đó là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba, mấu chốt ở đây. Tức là trong những cái cổ phiếu blue chip thì vẫn có những cái cổ phiếu chẳng may lọt vào tệ hại. Đúng không ạ? Ví dụ VN30 những năm trước có một cổ phiếu rất lởm lọt vào. Đúng không ạ? Chúng ta đều cứ tin vào đấy là chúng ta thua rồi. Hoặc là nhỡ định giá nó quá cao thì sao, mà chúng ta vẫn nhảy vào nó thì sao, thì chúng ta cũng thua rồi, không có lợi nhuận tốt. Đúng không ạ? Chính vì thế chúng ta phải khai thác được cái báo cáo phân tích của các tổ chức uy tín để loại bỏ đến những cái cổ phiếu rác, những cái cổ phiếu định giá quá cao, dẹp nó đi. Thế là chúng ta có một tập cổ phiếu tốt. Sau đó chúng ta lại khai thác được cái danh mục đầu tư của giới tinh hoa để chúng ta kết hợp với những cái gì chúng ta có. Thế là cuối cùng chúng ta lựa chọn được ra một cái danh mục gọi là siêu việt tuyệt vời để có thể áp dụng đầu tư. Và bên cạnh đó thì sẽ có được cái chiến lược đầu tư bài bản để sao cho sử dụng những cái này hiệu quả nhất. Đó là cái nội dung của chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Đó. Và những cái thành tựu nhờ cái chiến lược này, nhờ cái phương pháp này AZFIN áp dụng đã đưa ra những cái cổ phiếu gọi là tuyệt vời luôn. Đó, ví dụ Hòa Phát chẳng hạn. Thì quý vị có thể thấy ở cuối năm 2019 nhà nhà người người kêu Hòa Phát nợ vay rủi ro đủ thứ trên đời. AZFIN ngay lập tức đã làm một clip chứng minh cho quý vị rằng Hòa Phát là một doanh nghiệp có sức khỏe tài chính mạnh, hàng đầu Việt Nam chứ không phải là yếu một tí nào cả. Cực mạnh. Và chúng tôi cũng tham gia cái cổ phiếu Hòa Phát này. Tuy không phải là nhiều nhất danh mục đâu nhưng nó cũng nằm trong đâu đó khoảng độ top 5 của chúng tôi. Thứ hai là cổ phiếu Thế Giới Di Động chẳng hạn. Đúng không? AZFIN là một trong những bên theo rất sát cổ phiếu Thế Giới Di Động và kiếm được rất nhiều tiền từ nó. Thứ ba là FPT. Đúng không ạ? Là một cổ phiếu nổi tiếng với AZFIN rồi. Đã từng nắm giữ lên đến 8 năm nay và rất mạnh mẽ mua vào cái hồi 2018 nữa. Đó, lợi nhuận cổ phiếu này mang lại cho AZFIN phải nói là tính bằng nhiều lần chứ không phải bằng lần. Với thứ tư là cổ phiếu PNG, rất là hiệu quả, rất tốt. PNG là cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao thứ 5 trên sàn chứng khoán trong 10 năm qua. Hòa Phát là cổ phiếu mang lại lợi nhuận thứ 3. Thứ 3. Thế Giới Di Động là mang lại cổ phiếu lợi nhuận thứ 6. Rồi là Techcombank. Là một đặc sản của AZFIN Việt Nam, là nơi đi đầu. Trong mức tất cả mọi người quay lưng với Techcombank thì AZFIN đã đi đầu. Mọi người bảo rằng Techcombank quá dựa vào bất động sản, rất rủi ro. Nhưng mà AZFIN nhìn vào cái hồn ở đấy cơ. Đó là bất động sản, Techcombank cho vay rất chạy. Cho vay ai? Cho vay toàn những người có tiền, giàu có mới mua nhà Vin, đúng không ạ? Và cho vay định giá rất chặt, có 70%, 60%, 50%. Thế như vậy là họ có phá sản thì Techcombank cũng thu hồi vốn dễ dàng lắm. Thì một câu hỏi chúng tôi thường hỏi những nhà đầu tư nghi ngờ rằng thế các vị thấy các ngân hàng khác có muốn xếp hàng để cho vay mua nhà ở Vin không? Xin thưa là ngân hàng nào cũng chầu trực để được cho vay bất động sản, được cho vay mua nhà của Vin cơ. Vậy nó là rủi ro hay nó là cơ hội? Đó là một lợi thế cạnh tranh cực mạnh. Và đặc biệt khi toàn xã hội nghĩ rằng cái lĩnh vực cho vay bất động sản là rủi ro, nhà nước cũng cho là như vậy. Thế thành ra cái lãi cho vay đối với những người mua nhà thường lại rất cao. Thế là vừa an toàn lợi nhuận lại càng tuyệt vời. Rồi là cổ phiếu VicoStone, là cổ phiếu mang lại cái lợi nhuận cao thứ 2 ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 năm qua. Nó cũng là một doanh nghiệp hàng đầu thế giới chứ không còn hàng đầu Việt Nam. Đó, thì cái việc ứng dụng cái phương pháp đứng trên vai người khổng lồ này sẽ mang lại cái hiệu quả rất cao cho quý vị. Rồi, tiếp theo, vậy thì làm thế nào để quý vị có thể sở hữu cái chiến lược này và ứng dụng nó như thế nào cho thành công, cho nhuần nhuyễn trong cái việc đầu tư của quý vị? Thì AZFIN đã xây lên cái chiến lược này rất bài bản và đầy đủ. Thì quý vị có thể đăng ký ngay cái chương trình học về cái chiến lược này. Đó là các cái video AZFIN đã chuẩn bị sẵn ở trên Academy
www.azfilm.vn. Thì một là quý vị hãy đăng ký tại cái website này, academy.azfilm.vn. Thứ hai là quý vị sẽ có một suất được tham gia vào cộng đồng đứng trên vai người khổng lồ. Ở đấy thì là một môi trường để quý vị thực tập những cái vấn đề này, để nhuần nhuyễn hơn, để hiệu quả hơn. Để quý vị còn thiếu cái gì thì AZFIN sẽ cùng hỗ trợ quý vị. Rồi mọi người ở trong đấy có một môi trường bàn luận về đầu tư thì sẽ rất hiệu quả. Bất kỳ khi nào quý vị đi chệch hướng chẳng hạn thì lại có những người đồng đội kéo quý vị lại. Một trong những cái điều mà khiến quý vị thường xuất sớm những cái cổ phiếu hàng đầu, những cổ phiếu tốt là bởi vì quý vị cô độc. Xung quanh người ta cứ chết đinh thì là quý vị cô độc và một ngày nào đó thì quý vị mất kiên nhẫn và bán mất nó. Thì khi chúng ta có một cộng đồng đứng đắn chuẩn chỉ thì quý vị sẽ hành động một cách tốt hơn, quý vị trưởng thành hơn. Đó. Và thứ ba, khi vào được cộng đồng thì chúng ta hãy cùng nhau thực hành và ứng dụng vào thị trường chứng khoán ngay bây giờ, ngay lập tức để mang lại hiệu quả và không bỏ lỡ cái cơ hội khi mà kinh tế Việt Nam đang là một điểm sáng nhất ở trên thế giới này. Việt Nam là một nước đang lên rất mạnh mẽ, tức là vận nước đang lên. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu như cách đây 5-7 năm còn bị người ta chê rằng cái đất nước này không sản xuất được con ốc vít vân vân, cái xe đạp không làm được. Nhưng không, bây giờ các doanh nhân Việt Nam là những người sáng tạo, những người dám nghĩ lớn làm lớn. Và họ đang từng bước đưa Việt Nam trở thành một đất nước đầy triển vọng và tiềm năng. Việt Nam hoàn toàn có thể vượt Thái Lan. Vì sao? Vì thứ nhất, tư duy doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không hề nhỏ. Thứ hai, người dân Việt Nam chịu khó hơn người dân Thái Lan. Và thứ ba, chúng ta đang hội tụ rất nhiều các cái thứ mạnh ở đây. Chính vì thế thị trường chứng khoán là một mỏ vàng, có thể nói là một mỏ vàng trong những cái thời gian tới. Và quý vị nếu áp dụng được thì quý vị có thể trở thành những người thành công, từ đó dắt xây những cái thế hệ sau này thành công, những người xung quanh thành công. Và hãy trở thành nhà đầu tư xuất chúng với chỉ khoảng 890k trên cái academy.azfin.vn thôi. Đó, trên đây là những cái nội dung tôi đã trao đổi với quý vị về cái chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Và quý vị muốn biết chi tiết thì quý vị hãy truy cập vào cái trang web này. Thì sau đây là chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, giải đáp với nhau khoảng độ 15-20 phút về những nội dung mà quý vị quan tâm thì Phục sẽ hỗ trợ quý vị. Xin mời quý vị ạ. Vâng, có Mr. Hữu Đào hỏi 6 cổ phiếu này còn đầu tư được không? Thì ok, 6 cổ phiếu này vẫn là những cổ phiếu hàng đầu để đầu tư ạ. Để chắc chắn hơn và để kiếm được lợi nhuận cao hơn thì anh Hữu Đào cần phải chuẩn bị cho mình những nền tảng kiến thức rất tốt. Và chỉ khi chúng ta có hiểu về cổ phiếu, biết nó tốt thế nào thì cuối cùng chúng ta mới có được cái kết quả đầu tư cao được. Còn không thì chúng ta có khi chỉ vài phần trăm chúng ta thoát mất. Cổ phiếu Hòa Phát tầm bao lâu ạ? Tầm nhìn bao lâu? Cổ phiếu Hòa Phát còn là một cổ phiếu tăng trưởng rất lâu dài trong tương lai. Nó còn dung quất 2, sản xuất HRC là một cái sản phẩm vô cùng triển vọng nữa. Và nó sớm sẽ đưa vào hoạt động. Tôi nghĩ chỉ trong vòng hơn 2 năm nữa nó sẽ có sản phẩm thôi. Rất nhanh. Vâng, VicoStone còn tiềm năng không Phục? Chia sẻ với anh, VicoStone vẫn là một doanh nghiệp đá cao cấp hàng đầu thế giới nhé. Và nó vẫn còn tăng trưởng tốt. Về cơ bản dài hạn cổ phiếu này vẫn rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết, hiểu nó. Thì chúng ta biết giá nào sẽ là giá vào hiệu quả cao. Đúng không ạ? Vâng, bạn Lâm Thư có hỏi về VRE đúng không? VRE là một cổ phiếu cho thuê bất động sản. Cũng rất là tốt đúng không ạ? Tuy nhiên thì cổ phiếu này về cơ bản là lợi nhuận nó sẽ không cao đâu. Nó mang tính ổn định nhiều hơn. Khó có thể đột phá được bởi vì lĩnh vực cho thuê, sàn thương mại điện tử các thứ, sàn thương mại kinh doanh buôn bán của VRE hàng năm nó tăng trưởng thì cũng lắm tăng trưởng được độ 10% chứ mấy. Đúng không ạ? Bởi vì nó sở hữu lên đến 5-70 trung tâm thương mại rồi. Việc tăng trưởng nhanh này rất khó. Hơn nữa lợi suất từ cái việc cho thuê này nó sẽ không quá lớn so với cái quy mô tài sản nó sở hữu. Quý vị có thể thấy ở Việt Nam là một trong đất nước ngược đời nhất thế giới. Đó là cho thuê rất rẻ. Căn chung cư quý vị mà mua 5 tỷ chứ gì, quý vị chỉ cho thuê được khoảng độ 15 triệu thôi. Quý vị cho full đồ các thứ rất là tốt đẹp đi cùng làm quý vị được khoảng 20 triệu thôi. Đúng không ạ? Như vậy là suất chưa được 4%, hơn 3%. Trong khi lãi gửi ngân hàng lên đến 6-7%. Thì đấy là một điểm yếu của Việt Nam. Còn trong tương lai rất lâu dài thì Phục kỳ vọng khi lãi suất nó về rất thấp thì VRE là một cổ phiếu rất tốt. Đúng không? Vinhome đầu tư dài hạn 2021 được không? Thì dài hạn tức là phải hơn 1 năm, tức là phải đến 2022 đấy. Thì đó cũng là một cổ phiếu bất động sản số 1 Việt Nam.
và hàng đầu thế giới luôn. Thì cổ phiếu này có lợi thế lên đến cả vài trăm triệu mét vuông quỹ đất. Nó rất khủng khiếp, nó chiếm tới 50% thị trường bất động sản Việt Nam. Do đó, đây là một cổ phiếu cũng rất tốt để chúng ta cần phải quan tâm. Mr. Nguyễn Hữu Hoàng Long, ok, các bạn có đăng ký thì lên academy.azfin.vn nhé. Thì ở cái chương trình đó là ở trên đấy còn rất nhiều các cái combo về các cái nội dung free cho quý vị có thể nâng cao cái kiến thức của mình. Cũng có một số vài khóa có tính phí, nhưng cái phí nó cũng rất là đơn giản, nó rất là nhỏ và nó hoàn toàn mang lại cái giá trị cao vượt trội gấp cả trăm lần, hàng ngàn lần. Thì rất nhiều các nhà đầu tư nhắn tin cho Phục cũng có sự cảm ơn, cảm kích AZFIN về cái việc là quý vị cứ học xong thì ông nào cũng hoàn vốn ngay lập tức, đúng không ạ? Thì có những anh chị còn kiếm được khoảng độ, có nhà đầu tư lớn nhất là kiếm được khoảng 300 tỷ trong vòng hơn một năm vừa qua khi đồng hành cùng AZFIN. Còn những nhà đầu tư mà có lợi nhuận khoảng 1 tỷ thì rất là nhiều, rất là nhiều. Và anh Nguyên Khôi có hỏi Phục đánh giá TPB giá này mua được không? Nếu ngắn hạn thì Phục không đánh giá anh nhé. Anh nói ngắn hạn thì Phục không đánh giá. Ok ok. Và ngành thép cũng là một ngành rất tốt. Cái xu hướng của Trung Quốc họ sẽ gọi là xanh hóa. Họ sẽ hướng vào phát triển công nghệ cao nhiều hơn phát triển công nghiệp nặng. Thế do đó là những cái doanh nghiệp công nghiệp nặng ở Việt Nam về cơ bản sẽ được hưởng lợi rất lớn. Và MBS là một cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn, không phải anh Phục. Thì MBS là một cổ phiếu bất động sản cũng một cổ phiếu chứng khoán cũng nằm top, đúng không ạ? Có thị phần môi giới khá tốt. Tuy vậy thì hiện nay thì về chi phí của MBS thì vẫn hơi cao một chút. Thế thành ra để đánh giá rất xuất sắc thì cổ phiếu này chúng tôi chưa, thì chúng ta cần phải quan sát thêm, đúng không ạ? Quan sát thêm. Và cổ phiếu bất động chứng khoán thì thông thường quý vị đánh theo sóng, theo sóng rồi. Ok, có anh chị, có anh Phạm Văn Huỳnh có hỏi là tình hình dịch bệnh hiện đang diễn biến xấu hơn có ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của VHC các doanh nghiệp VN30 không? Nếu mà nó diễn biến rất mạnh nữa, rất xấu nữa thì có thể ảnh hưởng. Tuy vậy việc tác động đến các doanh nghiệp là không quá lớn, bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ rất khỏe và họ cơ bản họ cũng chuẩn bị rất là kỹ rồi về các cái phương án và các cái chiến lược hoạt động rồi. Có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Trên đây là Phục cũng trao đổi với quý vị một chút về cái chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Quý vị quan tâm thì quý vị có thể đăng ký ngay tại academy.azfin.vn, đăng ký online hoàn toàn thì để có thể sở hữu cho mình cái chiến lược đầu tư và trở thành một nhà đầu tư xuất chúng với chỉ đâu đó 890.000 thôi. Và ở trên đó thì quý vị được tham gia vào cái cộng đồng đứng trên vai người khổng lồ và chúng ta sẽ cùng nhau thực hành ứng dụng vào thị trường chứng khoán ngay bây giờ để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thì trên đây là những cái nội dung Phục trao đổi với quý vị và các bạn. Còn những cái câu hỏi nào Phục chưa trả lời được thì xin hẹn quý vị vào lần sau để Phục sẽ hỗ trợ quý vị nhé. Xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.